Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao Thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trường Văn Mậu, sinh năm 1992, trú thành phố Công Tum, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, trước đó khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 5, Mậu bắt xe khách từ xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An để về quê ở thành phố Công Tum. Tuy nhiên, khi đi đến huyện Cát Lộc, Hà Tĩnh thì Mậu bị đuổi xuống do không có tiền thanh toán vé xe khách. Để có phương tiện về quê, Mậu nảy sinh trộm cắp xe máy. Mậu đã trộm xe máy của anh Võ Đức Dê, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Càn Lộc và điều khiển chạy đến xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh thì xe hết xăng nên đã bỏ lại xe. Sau đó, Mậu tiếp tục trộm xe máy của chị Nguyễn Thị Hát, chú thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang để tiếp tục hành trình. Khi đến xã Kỳ Tân, Mậu để lại xe máy của chị Hát và tiếp tục trộm xe máy của anh Trương Xuân Hát, chú tại xã Kỳ Tân, đang để ở sân. Khi đang trên đường di chuyển bỏ trốn, trong vận Mậu bị lực lượng công an xã Kỳ Tân và công an huyện Kỳ Anh phát hiện bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An cho biết, chiều ngày 6 tháng 6, tài xế lái xe chở công nhân tông nhóm xe máy đang chờ đèn đỏ ở Long An, chiều cùng ngày đã đến trình báo khai là xe mất phanh. Tài xế là Trần Kim Thức, 64 tuổi, gây tai nạn tại ngã tư Bình Nhật, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Hậu quả làm hai người không qua khỏi, nhiều người bị thương. Tai nạn xảy ra khi ô tô vừa qua khỏi dốc cầu Bến Lức 100m, chiếc xe không giảm tốc độ mà lao thẳng vào những xe máy đang dừng phía trước chờ đèn đỏ. Hậu quả làm 8 xe máy hư hỏng và hai người không qua khỏi, được xác định là Nguyễn Duy Khải, 24 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Duy Khánh, 33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An. Qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 16 tháng 6 năm 2025. Xe có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hát, trú tại thị trấn Cai Lệ, Tiền Giang, có đăng ký kinh doanh vận tải và lắp thiết bị giám sát hành trình. Như báo giao thông đưa tin, khoảng 17 giờ chiều ngày 6 tháng 6, xe chở công nhân biển kiểm soát 63B 00063 lưu thông trên quốc lộ 1 từ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi vừa qua khỏi dốc cầu Bến Lức, gần đèn tín hiệu giao thông ngã tư Bình Nhật thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chiếc xe lao thẳng vào những xe máy đang dừng phía trước chờ đèn đỏ. Sáng ngày 7 tháng 6, tại 201 điểm thi, các sĩ tử ở Hà Nội làm thủ tục để sẵn sàng bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập trong các ngày 8 đến ngày 10 tháng 6. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 201 điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho biết, Sở đã thành lập 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi chính thức, hơn 400 phòng sự thi, huy động gần 15.500 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Với quy mô thí sinh dự thi lớn, tính cạnh tranh cao, việc đảm bảo an ninh an toàn ở mọi khâu, đặc biệt là khâu coi thi, được ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các cấp và các địa điểm thi chú trọng. 100% cán bộ coi thi đã được tập huấn quy chế thi trước khi nhận nhiệm vụ tại điểm thi và sẽ được quán triệt vào sáng ngày 7 tháng 6. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu lãnh đạo điểm thi cần quán triệt với tất cả cán bộ coi thi, yêu cầu nắm vững quy chế, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và bảo đảm đúng, đủ, quy định, không làm tắt quy trình. Trong trường hợp có sự cố bất thường, cán bộ coi thi phải báo cáo lãnh đạo điểm thi, tuyệt đối không được tự ý xử lý. Từng điểm thi phải xây dựng kế hoạch coi thi cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình, xử lý tốt các tình huống, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và đúng quy chế. Năm nay, hơn 117.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào các trường công lập không chuyên, trường chuyên và trường có lớp song bằng. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường công lập là 106.000 thí sinh. Trong kỳ thi này có hai thí sinh cần cung cấp insulin 24 trên 24 giờ và 8 em bị gái tay phải sẽ làm bài thi ở phòng riêng được hỗ trợ đặc biệt. Cụ thể, hai học sinh tại huyện Đạt Phượng cần thiết bị kết nối với điện thoại để cấp insulin truyền 24 trên 24 giờ. Thiết bị kết nối này sẽ do gia đình mang tới phòng thi trước, được cơ quan an ninh kiểm tra, khẳng định không liên quan đến giàn lận và nhiễm phong. Với mỗi buổi thi, giám thị sẽ lấy máy ra để thí sinh sử dụng, hết thời gian làm bài lại niêm phong. 8 học sinh bị gãy tay phải sử dụng sự thi tại các điểm thuộc các quận Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Đông, Nam Từ Liêm và các huyện Thạnh Oai, Thường Tín, Châu Mỹ. Những thí sinh này được bố trí người viết bài hộ. Cả quá trình làm bài được lưu lại bằng máy ghi âm và được cơ quan an ninh kiểm tra, niêm phong. Máy và nội dung ghi âm được niêm phong và lưu trong 3 năm. Cả 10 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt này sẽ được sắp xếp thi tại phòng dự phòng. Trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Cục C03 Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Quyên so, cùng 19 người khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân là cháu bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của tập đoàn này. Bà Trương Mỹ Lan cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố với các nhóm tội danh gồm rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo hồ sơ, năm 2018, ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn và tình hình nợ xấu kéo dài. Khoảng tháng 8 năm đó, bà Trương Mỹ Lan họp với một số lãnh đạo nhà băng, công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) và tập đoàn Vạn Thịnh Phát để ra chủ trương sử dụng công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho SCB giai đoạn 2018 đến 2020, các đối tượng sử dụng bốn công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, gồm Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny One và Công ty Secha. Qua đó lừa bán cho các nhà đầu tư rồi thu về hơn 30.800 tỷ đồng. Cáo buộc nêu Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao làm cổ đông, thành viên hội đồng quản trị công ty VKMC dù được bổ nhiệm tổng giám đốc năm 2015. Số vốn góp do Trương Mỹ Lan cho Vân nắm giữ, nhưng thực chất là tiền của bà Lan và thành viên Hội đồng Quản trị Công ty An Đông. Trong khi đó, Trương Huệ Vân không trực tiếp điều hành, không quyết định các vấn đề về tài chính của hai công ty mà do Trương Mỹ Lan điều hành. Biết công ty VKMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu, nhưng theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân vẫn ký các hợp đồng chứng từ chuyển tiền cho Công ty An Đông tổng cộng 13.000 tỷ đồng. Cụ thể gồm hợp đồng đặt mua trái phiếu doanh nghiệp, về việc đặt mua 30 triệu trái phiếu có tổng trị giá hơn 3.000 tỷ đồng. Năm ủy nhiệm chi công ty Quyên chuyển tiền đến công ty An Đông với tổng số tiền 3.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu công ty An Đông. Năm hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Vân còn ký 25 ủy nhiệm chi công ty Quyên chuyển tiền cho công ty An Đông với tổng cộng 10.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Theo cơ quan công an, hành vi của Trương Huệ Vân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Vân thừa nhận công ty Quyên So không có nhu cầu đầu tư trái phiếu thực tế và cũng không có 13.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Việc công ty An Đông phát hành trái phiếu là theo chủ trương của Trương Mỹ Lan. Bản thân Vân là thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông, nhưng cô ta chưa từng họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu mà chỉ được nhân viên đưa đến bộ hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của người khác. Kết luận điều tra, Vân tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan và đã được Nguyễn Hữu Hiệu kiểm tra, kiểm soát nội dung nền ký toàn bộ các hợp đồng, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, không được hưởng lợi, đã từng nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Ở giai đoạn 1, tòa án sơ thẩm kết luận, bị cáo Trương Huệ Vân tham gia phạm tội trong thời gian ngắn, chỉ tham gia khâu thành lập công ty ma trong hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm tạo lập hồ sơ vay khống, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB. Bị cáo Trương Huệ Vân không tham gia khâu giải quý, che giấu dòng tiền. Do đó, hội đồng xét xử xác định Vân là đồng phạm có tổ chức nhưng mang tính đơn thuần. Trên cơ sở đó, tòa tuyên Trương Huệ Vân 17 năm tù về tội tham mô tài sản. Hiện nữ bị cáo này đã kháng án.